và ấy lấy là crew nâng bằng hang pi ca sẽ xây coi application đầm mây cho data rồi là lấy rồi data lục ấy nâng khả năng chìm mùi nâng xí xa tệ tệ tô nâng access và tại chúng hiện đầm bốn ở lục thử và cả để đầm bảy mũi nâng lực access đến bàn chứng ở lục ai và cả data store dưới nâng lực access và dân bạc access nó dân dộp lên để đầm bảy mũi và hãy nên tí tăng chứng ở lục ai và cả hợp tí tăng viết nâng lực access và chứng dân trở lời access thì tăng nghiêng nghi chứ và chứng chúng ta db test db test và hãy chọn vô ok và tóm mới dân ai chọn lực create và ok và tóm mới alo ai tìm mùi ní alo ai trở lời database và tóm tiết cứ tìm mùi dựng và nên không xong bật sẵn và dân ạ dơ create tệ tôn table design và nế và bắt tỏa mà ổn lúc anh vầy student id data type viết sọt text và hãy tùm hôm vía ổn lúc anh dô đọc được gặp pram ấy tập tam dân chẳng cầm nọt nế và ổn dụ number chứ về số auto number tay mà đón và hai dân vô primary key và bắt tỏa mà tiết auto ok và name specification make show database ok à tạo nó như ok và vì chọn cho mua nhưng tạo một tiết gender đọc mà và gender 2 class sort name đọc đấy và cái bị bán hay ở lục ảnh save á chẳng những đã thi bị ở student và tao mới ở lục ảnh sale và chẳng phải sale hay ở lục ảnh mà ran vía này tên này đã ở lục và nhé và nếu cứ dừng ảnh bật cao vì dừng bật cao bàn vì hái dừng ảnh bật vía và chẳng ở lục ảnh cho một đại sĩ và này dừng bàn database test ba bắt đầu bị ban hai ba chứng dân ai bạc mờ phò miền bọc vía ba nếu cứ thay bộ đại dân bàn design nhé ba bởi dân chọn cài vía ba dân ai right click vô design dù nắng dân ai cài và dân chọn cài dân ai cài về bàn nghe số thêm tiền nhé ba dân chọn bàn format ấy ba ok chúng ta phải dựng design bàn hết dựng từ bậc sử dụng mục tiêu làm bởi dựng design application và ta dựng từ design application với dạng đôi mà đây này nhé và chúng ta tìm họ tìm mối dựng bàn bậc data store rồi đấy chúng ta clip video và to thì là cùng bằng hai pika design application với được không sử dụng mình mà đo và học con trán và dựng ảnh chui share rồi like đồng bây giờ mình phải dùng ăn khơi như là ai riêng số to tiền và học con trán.